những cái con máy mà hàng 1978 ấy, nó như là được tái sinh lại lần hai anh em ạ. Thì đây em đang có là 13 Pro Max hàng 1978 nhá. Thì những cái con máy này ấy, hãng đã thay thế lại linh kiện chính hãng rồi và đã chạy chuẩn đoán lại ở trên những con máy này rồi. Hình thức của mấy cái con hàng 1978 này thì nó không khác gì một con máy vừa mới đập hộp ra nhá. Mà pin của nó ấy, thì là 100%. Mà quan trọng ấy, giá của cái con máy này nó rẻ hơn một con máy đập hộp rất là nhiều. Và nó chỉ chênh hơn một con máy cũ pin 7X, 8X, con 500k thôi. Mà trong khi ấy, nó như một con máy mới và linh kiện mọi thứ đều chuẩn chỉnh hết. Và linh kiện hãng thay đã được xác định là linh kiện chính hãng, hiển thị rõ ràng trên máy như thế này rồi. Có gì mà phải lo đâu anh em. Bây giờ mà anh em đi mua máy cũ ấy mà muốn check zin ấy là phải mất phí nha. Còn như con máy này này là hãng đã check cho rồi, kiểm định rồi và kiểm định hoàn toàn miễn phí. Thì em nói cái này để cho anh em hiểu nha, là một con máy new siêu ấy là được sản xuất như thế nào, lắp ráp như thế nào thì cái con hàng 1978 này nó cũng sẽ được lắp ráp y xì như thế. Như cái con hàng new siêu này nhá, là nó cũng sẽ được cấu tạo, được lắp ráp từng linh kiện lại với nhau để cấu thành nên một con máy, chứ nó không phải là đẻ ra một phát là có luôn một con new siêu này đâu. Nên ấy, những anh em nào mà đi làm công ty lắp ráp hay là có người nhà đi làm công ty lắp ráp ấy, thì anh em cũng sẽ hiểu điều đấy đúng không? Mà cái con hàng 1978 này nhá, em nói với anh em là nó cực kỳ đảm bảo. Nếu mà so sánh với một con máy cũ ấy, thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn cái con máy cũ rất là nhiều. Bởi vì nhá, cái con máy cũ ấy sạc 200-300 lần rồi ấy, thì đương nhiên với cái ngoại hình của nó sẽ có xước sắc. Và mình cũng không thể kiểm tra được hay là mình cũng không xác định được cái quá trình mà người dùng cũ là dùng như thế nào đúng không? Còn cái con hàng 1978 này nhá, là trước khi mà hãng thanh lý ra thì hãng đã kiểm định lại, chạy chuẩn đoán lại và xác định nó ok hết, nó chuẩn chỉnh hết như một con máy mới thì hãng mới đưa ra thị trường để bán. Và anh em nhớ cho em một điều nhá, là hãng chỉ bán máy mới và thôi. Và khi cái con hàng 1978 này bán ra thị trường ấy, thì nó cũng là một con máy mới, nhưng hãng thanh lý theo kiểu là không có gói bảo hành của hãng. Và máy mới hay là hàng 1978 ấy, thì mọi quy trình của hãng thì đều như nhau. Mà những cái con máy hàng 1978 như này nhá, anh em muốn mua ở trên hãng hay là trên website của hãng ấy, thì là hoàn toàn không có nhá. Nhưng không phải là hãng không bán, mà hãng chỉ bán sỉ cho những công ty này hay là những nhà phân phối có tiềm lực lớn, có thể mua số lượng lớn về và không lấy gói bảo hành của hãng. Cái video ngày hôm nay ấy, em chỉ muốn giải thích rõ hơn về cái hàng 1978 để anh em có thể hiểu sâu hơn thôi. Còn tất cả các máy bên em bán ra đều cam kết là không zin hoàn tiền tặng máy. Anh em mua máy bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1. Mua new siêu ấy sẽ được đổi new siêu, line new thì sẽ được đổi line new, rơi vỡ được sửa chữa hoàn toàn miễn phí, màn tì đè chảy mực thì sẽ được hỗ trợ 50% giá gốc, thay pin free không giới hạn trong vòng 1 năm và lên đời thì em thu vào 100% giá bán lẻ. Và một điều cực kỳ quan trọng ấy là anh em bán lại ấy, sẽ không sợ mất giá bởi vì em thu lại 90% giá web, không kể là anh em hết hạn bảo hành 3 năm hay là 5 năm nhá, và không trừ phí pin nhá. Thế nhá.